Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến tới treo các lục lạc bóng, tán rằng: Đây là mục thứ bảy dựng tháp có ba ý: một, buồn thương lưu luyến; hai, thiêu thân; ba, dựng tháp. Đây là tha thụ dụng nên lượng cực cao. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến tới của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tán rằng: Đây là mục thứ tám nghĩ bảo, có hai phần, đầu là nghĩ, sau là bảo. Kinh văn: Nói lời này xong, tới tự nhiên hoàn trở lại, tán rằng: Trong này có năm mục: mục thứ 9 đốt tay, mục thứ 10 lợi ích, mục 11 chúng sinh buồn khổ, mục 12 tự thể, mục 13 nguyện mãn. Kinh văn: Do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát này tới được thứ chưa từng có, tán rằng: Đây là mục 14 cảm sinh thủy ứng, có ba ý: một, nhân do; hai, thủy ứng; ba, được thứ chưa từng có. Kinh văn: Phật bảo túc phương hoa tới mà cúng dường, tán rằng: Dưới là mục thứ tư nói về hội cổ kim, trong đoạn lớn thứ hai nói về Như Lai giải đáp, có ba phần: một, đầu là hội; hai, sau là tán thán; ba, cuối là khuyên tu. Kinh văn: Nếu lại có người tới phúc ấy nhiều nhất, tán rằng: Dưới là đoạn lớn thứ ba trong phẩm nói về sự tán thán diệu đức kinh này, có bốn mục: một, giảo lượng thắng; hai, tỷ dụ thắng, đó là đoạn từ thí như trở xuống; ba, tác dụng thắng, đó là đoạn từ kinh này cứu được trở xuống; bốn, vô biên thắng, đó là đoạn từ nếu người nào được nghe kinh pháp văn này, nếu tự mình sao chép trở xuống. Đây là mục đầu. Kinh văn: Túc vương hoa thí như tới vua của các kinh, tán rằng: Đây là văn nói về mục thứ hai tỷ dụ thắng, trong có 10: một, u quảng thắng, thắng diệu về mức độ sâu rộng; hai, cao hiển thù thắng; ba, liễu đạt thắng; bốn, trừ hoặc thắng; năm, uy thế thắng; sáu, tự tại thắng; bảy, xuất sinh thắng; tám, khế lý thắng, hoặc gọi là nhân pháp thắng; chín, nhị lợi thắng; 10, viên đức thắng. Trong khế lý thắng có pháp có nhân, kẻ ra văn về nhân này lẽ ra phải nói sau cùng, nhưng tiện mạch văn cho nên nói luôn. Tu Đà Hoàn dịch là dự lưu, vì dự vào thánh lưu hàng thánh. Tư Đà Hàm dịch là nhất vãng lai, chỉ có một lần sinh qua lại vòng sinh tử nữa là thành ứng quả, gọi là nhất lai. Ana Hàm dịch là bất hoàn, dục giới nghiệp tận, ắt chẳng quay trở lại sinh ở trong dục giới nữa, cho nên gọi là bất hoàn. Kinh văn: Túc vương hoa tới thỏa mãn nguyện ấy, tán rằng: Dưới là mục thứ ba tác dụng thắng, có ba phần: một, pháp; hai, dụ; ba, hợp. Đây là phần đầu có ba câu: một, câu đầu có thể trừ được hoặc nghiệp; hai, câu sau có thể trừ được khổ quả; ba, câu cuối có thể thỏa mãn được nguyện vọng tốt lành. Thêm nữa phát tâm tu hành đắc quả là ba. Lại nữa tổng biệt ly ác nhiếp thiện, đó là ba. Kinh văn: Như ao nước mát mẻ tới như đuốc trừ được bóng tối, tán rằng: Đây là dụ thuyết có 12 ý: một, mãn nguyện; hai, đạo thành; ba, đủ đức tàm quý biết hổ thẹn; bốn, được đạo sư; năm, được nẻo về; sáu, vượt thoát vòng sinh tử; bảy, trừ phiền não; tám, được trí tuệ; chín, được thánh tài; mười, có sự kế thừa bẩm thụ; 11, biết bảo sở; 12, phá si ám. Tùy theo sự tương ứng mà ghép vào ba câu trên. Kinh văn: Kính pháp hoa này tới dọa buộc sinh tử, tán rằng: Đây là hợp thuyết, lìa được sự đau khổ, trừ được các nỗi khổ, đó là câu đầu. Cởi được dọa trói buộc sinh tử, ý nói trừ được hoặc nghiệp, đó là câu thứ hai. Chẳng hợp thuyết câu cuối, thỏa mãn nguyện vọng nói ở trên. Hoặc là trừ nỗi khổ sau này, nỗi khổ hiện tại, nguyên nhân gây khổ, cứ theo thứ tự mà ghép vào. Kinh văn: Nếu người nào được nghe tới cũng lại vô lượng, tán rằng: Đây là mục thứ tư nói về vô biên thắng, có hai ý: một, công đức nghe pháp chép kinh vô biên; hai, công đức cúng dường vô biên. Đắc vô biên biên, chẳng đắc hữu biên biên, cho nên nói Phật chẳng đắc. Kinh văn: Túc vương hoa tới sau chẳng thụ nữa, tán rằng: Đây là đoạn lớn thứ tư trong phẩm tán thán phó thụ diệu, có bảy mục: một, nêu rõ văn pháp nghe phẩm này thắng; hai, chuyển nữ thân; ba, sinh tịnh độ; bốn, tùy hỷ được phúc;
5. Chính thức nói rõ điều phó chúc. 6. Khiến thủ hộ. 7. Khuyên cúng giảng trụ trì. Đây là hai mục đầu kinh văn. Nếu sau khi Như Lai nhập diệt tới bằng với ngươi, tán rằng đây là mục 3 sinh tịnh độ, có 5 ý chính: 1. Sinh tịnh độ. 2. Lìa phiền não. 3. Đắc thần thông. 4. Thấy nhiều Phật. 5. Phật tử xa tán thán. Trong Phật tử xa tán thán có 5 ý: 1. Tán thán phúc vô biên. 2. Tán thán đức vô biên. 3. Có thể phá được phiền não. 4. Cùng nhau thủ hộ. 5. Nói rõ phương tiện tối thắng để nhiếp dẫn rằng Bồ Tát tuệ không bằng ngươi. Kinh văn: Túc Vương Hoa tới như trên đã nói, tán rằng đây là mục thứ tư tùy hỷ được phúc. Kinh văn: Cho nên Túc Vương Hoa tới chẳng già chẳng chết, tán rằng trong này có hai mục: mục thứ năm chính thức nói rõ điều phó chúc, và mục thứ sáu khiến phải thủ hộ. Trong mục thủ hộ đầu tiên nêu lên, sau đó giải thích 500 năm sau, Kinh Đại Tập nói rằng sau khi Phật diệt độ thì 500 năm đầu là giải thoát kiên cố, 500 năm thứ hai là thiền định kiên cố, 500 năm thứ ba là đa văn kiên cố, 500 năm thứ tư là phúc đức kiên cố, 500 năm thứ năm là đấu tranh kiên cố. Đều lấy 500 năm là đơn vị tính để ghi, cho nên nói rằng 500 năm sau khi Phật diệt độ thì có thể là chính pháp 500 năm, tượng pháp 1.000 năm và ở sau tượng pháp trong 500 năm đầu của mạt pháp. Kinh văn: Túc Vương Hoa tới tâm cung kính, tán rằng đây là mục thứ 7 khuyên cúng giảng trụ trì, có 3: 1. Giác hoa. 2. Tâm niệm. 3. Kết thành. Kinh văn: Khi Phật thuyết phẩm Dược Vương tới hết thảy chúng sinh, tán rằng đây là đoạn lớn thứ 5 nói về đại chúng đương thời ích lợi, thứ 6 nói về việc Phật đa bảo tán dương. Kinh Pháp Hoa huyền tán quyển thứ 10 phần trước đã xong. Ngày 12 tháng Chạp năm Bảo An thứ 3, sư Tăng Giác chùa Pháp Long đã dùng bản của Viên Như Phòng chùa Hưng Phúc đem in và di điểm xong. Bản đều là điểm bản này, đó là bản do bậc cao danh viết để khiến pháp trụ lâu dài để được vãng sinh cực lạc. Quyển thứ 10 phần sau, Sa Môn Khuy Cơ chùa Đại Từ ân soạn phẩm Diệu Âm Bồ Tát, ba môn phân biệt: 1. Dụng ý của phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Dụng ý của phẩm này. Luận nói rằng phẩm Diệu Âm thị hiện việc giáo hóa chúng sinh ra sức tu hành khổ hạnh. Diệu Âm hiện ở Đông Thổ, bí mật tại phương này, vốn truyền bá giáo pháp của Kinh Pháp Hoa thực hành khổ hạnh. Nay Phật phóng quang triệu tập Diệu Âm để chỉ bảo cho mọi người, khuyến phát thắng tâm hoằng thông kinh pháp, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Âm chỉ âm thanh, diệu là thủ diệu. Xưa khi ở vị trí tu nhân hay tấu nhạc để cúng Phật, nay ở quả vị khéo thuyết pháp để lợi sinh, nói rõ cả hai thứ nghiệp và đức để nêu thành tên gọi, cho nên gọi là Diệu Âm Bồ Tát. Phẩm này thuyết minh về sự tích vị đó, cho nên gọi là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi vì sao lại phải triệu tập Diệu Âm để thành phẩm này. Đáp: Diệu Vương tu khổ hạnh ở phương này, tự mình khuyến hóa chúng sinh, chưa có bậc thượng nhân của phương khác khuyến hóa thuyết pháp ở phương khác, cho nên triệu tập Diệu Âm đi phương xa hành pháp, khuyến những người khác tu hành khổ hạnh, cho nên cần triệu. Kinh văn: Bấy giờ Thích Ca tới bạch hảo tướng quang, tán rằng toàn phẩm này chia làm 4 đoạn lớn: 1. Thần quang đi triệu. 2. Diệu Âm tới nơi. 3. Việc xong về nước. 4. Đại chúng đương thời đắc đạo. Đoạn lớn đầu có 2 phần: 1. Phóng quang. 2. Nơi tới. Đây là phần đầu. Phóng quang ở nhục kế tỏ rõ tướng triệu bậc đại nhân. Phóng quang ở giữa lông mày biểu thị vì kinh này mà ra lệnh. Kinh văn: Chiếu khắp phương đông, tới chiếu khắp nước ấy. Tán giảng đây là phần thứ 2. Nơi tới có 3 ý: nơi chốn phương nào. 2. Nước Phật. 3. Kết chiếu. Nước Phật có 3 điều: A. Tên nước. B. Tên Phật. C. Lợi ích của sự giáo hóa. Kinh văn: Bấy giờ hết thảy tới trí tuệ rất sâu, tán rằng dưới là đoạn lớn thứ 2 trong phẩm, nói về Diệu Âm tới nơi có 3 phần: 1. Vị đó tới. 2. Đoạn từ bấy giờ Diệu Âm chẳng từ tòa đứng dậy trở xuống tới chốn này,
3. Đoạn từ bấy giờ Hoa Đức Bồ Tát Bạch Phật trở xuống nói về hóa hạnh. Phần đầu lại có 4 phần: A. Kể về Đức, B. Thỉnh tới, C. Phật răn dạy, D. Vâng lời dạy. Phần kể về Đức lại có 4 mục: 1. Nhân tốt sớm trồng, 2. Thiện hữu sớm gặp, 3. Bát nhã sớm viên thành, 4. Đẳng trì đã mãn. Đây tức là 3 mục đầu. Kinh văn: Đắc tam muội diệu tràng tướng, tới các đại tam muội tán rằng đây là mục 4 đẳng trì đã mãn, có 2 phần. Phần đầu liệt kê 16 đẳng trì, phần sau kết luận vô lượng 16 đẳng trì gồm: 1. Diệu tràng tướng, như tràng phan cao nổi, mọi đức trang nghiêm. 2. Pháp hoa thông đạt lý nhất thừa. 3. Tịnh đức đoạn trướng nhiễm, được thắng đức. 4. Tú vương hí, tú là giống như các vì sao, vương là tự tại, hí là du hí, có nghĩa là đắc tự tại có thể thị hiện thành mọi hình tượng giống như tinh tú, thường nhập du hí để làm lợi ích chúng sinh. 5. Vô duyên, chỉ diệt tận định hoặc vô sở duyên định, lìa mọi phan duyên. 6. Trí ấn, lấy không lý chân như làm trí ấn, hoặc dùng trí mà ấn định đúng sai chân vọng. 7. Giải chúng sinh ngữ ngôn, tức từ vô ngại giải định. 8. Tập nhất thiết công đức, chỉ tập phúc vương định. 9. Thanh tịnh có khả năng sinh ra thất tịnh, cửu tịnh, tứ tịnh, vân vân. Tứ tịnh gồm sở y tịnh, sở duyên tịnh, tâm tịnh và trí tịnh. 10. Thần thông du hí có khả năng khởi đại thần thông. 11. Tuệ cự, đuốc tuệ, chiếu sáng các cảnh giới chân tục. 12. Trang nghiêm vương, có thể có đủ hai thứ trang nghiêm nội ngoại. 13. Tịnh quang minh, vì phóng thần quang. 14. Tịnh tạng, vì hàm chứa mọi đức. 15. Bất cộng tam muội, vì chẳng cùng nhị thừa chứng đắc. 16. Nhật triền, vì như ánh mặt trời xoay quanh mà chiếu sáng cho chúng sinh. Đây là thứ mà Bồ Tát thập địa vận dụng dễ dàng, phần nhiều là đệ tử định, vì định này thắng diệu. Kinh văn: Ánh sáng của Phật Thích Ca Mâu Ni tới Dược Thượng Bồ Tát tán rằng đây là phần hai thỉnh tới. Kinh văn: Bấy giờ Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí tới sinh ra cảm tưởng thấp kém, tán rằng đây là phần ba Phật răn dạy có 4 ý: 1. Răn dạy, 2. Kể về sự kém cỏi của con người và cõi nước khác, 3. Nói rõ sự thắng trội của bản thân, 4. Kết luận và răn dạy. Trong này chỉ luận về sự thắng trội của bản thân, sự kém cỏi của người khác để mà răn dạy họ. Như trong kinh Tư Ích Phạm Thiên Bồ Tát muốn tới thế giới Sa Bà, thì Phật Nhật Nguyệt Quang bảo Tư Ích rằng: Ngươi nên dùng 10 pháp để mà du lịch ở đất nước ấy. 1. Đối với lời chê hay khen, tâm đều không tăng giảm. 2. Nghe thấy điều thiện hay điều ác, tâm không phân biệt. 3. Đối với kẻ ngu hay người trí, bi tâm đều như nhau. 4. Đối với chúng sinh ở trên hay dưới, ý thường bình đẳng. 5. Đối với sự cúng dường hay sự khinh rẽ chê bai, tâm không tách bạch là có hai. 6. Đối với sai sót của người khác, chẳng thấy là lỗi của người đó. 7. Thấy mọi loại thừa đều là nhất thừa. 8. Nghe nói ba đường ác cũng chẳng kinh sợ. 9. Si cảm tưởng tôn trọng đối với các Bồ Tát. 10. Phật xuất ngũ trượng, si hy hữu tưởng, sinh hy hữu tưởng. Trong kinh Vô Cấu Sừng thì Phật Hương Đài gian dạy Bồ Tát Văn Thế, đại loại cũng giống như vậy. Kinh văn: Diệu Âm Bồ Tát tới trí tuệ trang nghiêm, tán rằng đây là phần 4 vâng lời răn dạy có 3 ý. Ý đầu là nói chung về lực của Như Lai, 2 ý sau nói riêng. Kinh văn: Thế là Diệu Âm tới coi là đài của vị ấy, tán rằng đây là phần thứ 2 của đoạn lời thứ 2 tới đây. Trong văn có 11 mục, đây là mục đầu sắp tới thì hoa hiện. Kinh văn: Bấy giờ Văn Thủ Sư Lợi tới làm đài của mình, tán rằng đây là mục 2 Văn Thủ hỏi nguyên do. Kinh văn: Bấy giờ Thích Ca tới nghe kinh Pháp Hoa, tán rằng đây là mục 3 Phật thuyết về nguyên do. Kinh văn: Văn Thủ Sư Lợi tới khiến tôi được thấy, tán rằng đây là mục 4 Văn Thủ hỏi về hạnh có 3 ý: 1. Hỏi về phúc tuệ, 2. Nhập định gì, 3. Y vào định mới có thể thấy. Thỉnh Phật thông lực gia bị để khiến tôi được thấy,
Thị hiện tướng chẳng biết, thực ra đã biết cái định đó từ lâu rồi. Kinh văn: Bấy giờ Thích Ca tới mà hiện tướng ấy, tán rằng đây là mục năm. Thích Ca giải đáp. Kinh văn: Bấy giờ Phật Đa Bảo tới muốn thấy thân người, tán rằng đây là mục sáu. Đa Bảo gọi đến. Kinh văn: Bấy giờ Diệu Âm tới chẳng tấu mà tự vang lừng, tán rằng đây là mục thứ bảy. Diệu Âm tới đây có bốn mục nhỏ: một, số Bồ Tát tới, lai số; hai, nơi đi qua; ba, thân tướng; bốn, tới nơi. Đây tức là văn hai mục đầu. Kinh văn: Mắt Bồ Tát này tới thân kiên cố, tán rằng đây là mục nhỏ thứ ba. Thân tướng có tám đức: một, mắt tịnh. Kinh Vô Cấu Xưng nói rằng mắt tịnh dài rộng diệu đoan nghiêm, đẹp như lá của loài sen có hoa đỏ tím. Hai, mặt tròn sáng. Ba, thân sắc. Sáu, quang minh. Bảy, tướng cụ. Bốn, trang nghiêm. Năm, uy đức. Tám, kiên cố. Kinh văn: Nhập đài thất bảo tới núi Kỳ Xà Quật, tán rằng đây là mục bốn nhỏ tới đây. Kinh văn: Tới rồi xuống đài, tới kham nhẫn trụ lâu hay không, tán rằng đây là mục thứ tám của 11 mục. Xuống đài làm lễ rồi hỏi, có hai phần: phần đầu là lễ hiến, phần sau là thỉnh vấn. Thỉnh vấn có bốn ý: một, hỏi về Phật thân có 5 câu; hai, hỏi về chúng sinh có 7 câu; ba, hỏi về giáo hóa hàng phục ma có 3 câu; hỏi về Đa Bảo có 2 câu. A, hỏi về việc tới đây; B, hỏi thăm kham nhẫn ở Lâu Trăng. Kinh văn: Thế Tôn, tôi nay vân vân tới chỉ bảo cho tôi được thấy, tán rằng đây là mục thứ 9 của 11 mục. Xin được thấy Phật Đa Bảo. Đa Bảo và Thích Ca tuy ngồi cùng một tháp, nhưng thần lực che khuất khiến chẳng thấy được, cho nên xin được thấy Ngài. Kinh văn: Bấy giờ Thích Ca tới, cho nên tới đây, tán rằng đây là mục 10, Thích Ca xin giúp, và mục thứ 11 của 11 mục. Đa Bảo tán dương. Kinh văn: Bấy giờ Hoa Đức tới có thần lực này, tán rằng đây là phần thứ 3 của đoạn lớn thứ 2 nói về hóa hại, có 5 mục. 1. Hoa Đức hỏi về nhân. 2. Như Lai bảo rõ. 3. Tán Thán hỏi về tu định. 4. Sau đó Phật giải đáp. 5. Đại chúng đương thời được lợi ích. Đây là mục đầu. Kinh văn: Phật bảo Hoa Đức tới có thần lực này, tán rằng dưới là mục 2 Như Lai bảo rõ, có 5 ý. 1. Chỉ rõ nhân xưa. 2. Hội thành quả nay. 3. Gặp chư Phật đã lâu. 4. Thực hành rộng rãi, lợi hành. 5. Kết luận giải đáp nguyên do. Đây là ý đầu gồm 3 thứ: A. Phật. B. Hạnh. C. Kết. Kinh văn: Này Hoa Đức, ông nghĩ sao? Tới Diệu Âm Bồ Tát Mahatát, tán rằng đây là ý thứ hai, hội thành quả nay. Kinh văn: Này Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này tới Na Do Tha Đức Phật, tán rằng đây là ý thứ ba, gặp chư Phật đã lâu. Kinh văn: Này Hoa Đức, ông chỉ tới không tổn giảm gì, tán rằng dưới là ý thứ tư, thực hành rộng rãi, lợi hành, có hai phần: phần đầu ở phương này, phần sau tại mười phương. Đây là phần đầu có bốn mục: một, nêu việc hiện thân thuyết pháp; hai, đặc biệt nói rõ việc hiện thân thuyết pháp; ba, kết luận việc hóa hiện; bốn, trí tuệ không tổn. Trong mục đặc biệt nói rõ việc hiện thân thuyết pháp có hai ý: a, tùy nghi hiện 18 loại thân để thuyết pháp; b, vì trừ khổ nạn mà hiện thân thuyết pháp. Kinh văn: Bồ Tát ấy dùng bao nhiêu tới thị hiện diệt độ, tán rằng đây là tại mười phương hiện thân thuyết pháp có ba phần. Đầu tiên nêu ra ví dụ về việc làm lợi ích tại mười phương. Thứ đến, tùy theo sự thích nghi của căn cơ chúng sinh mà hiện thân thuyết pháp. Cuối cùng là kết luận về hiện thân thuyết. Kinh văn: Này Hoa Đức, Diệu Âm, tới sự tích vị đó là như vậy, tán rằng đây là ý thứ năm của năm ý, kết luận giải đáp nguyên do. Kinh văn: Bấy giờ Hoa Đức tới vô lượng chúng sinh, tán rằng đây là mục thứ ba, tán thán hỏi về tu định, và mục thứ tư của năm mục, Phật giải đáp cho. Kinh văn: Lúc Phật thuyết phẩm Diệu Âm Bồ Tát này tới cùng Đà La Ni, tán rằng đây là mục thứ năm của năm mục trong phần thuyết minh về hóa hạnh, nói về đại chúng đương thời được lợi ích do nghe về hóa hạnh mà được thắng lợi. Kinh văn: Bấy giờ Diệu Âm tới sắc thân tam muội,
tán rằng đây là đoạn lớn thứ ba trong phẩm, nói rõ việc xong thì về nước có ba ý: một, nêu lên việc về nước; hai, tướng nơi kinh qua; ba, về đến nơi rồi thì trình kinh văn thuyết về diệu âm này tới pháp hoa tam muội. Tán rằng đây là đoạn lớn thứ tư trong phẩm, nói về đại chúng đương thời đắc đạo đều nghe một phẩm mà được thắng ích.